Hi Hi Coi TV xin kính chào và cảm ơn tất cả mọi người đang xem video mới nhất của Hi Hi. Link Facebook và Zalo cũng như là link kênh mới Hi Hi sẽ để trong phần mô tả nha mọi người. Mọi người vào phần mô tả kết bạn và gửi hình cho Hi Hi thì Hi sẽ xem cho tất cả mọi người. Mọi người cứ gửi hình và cứ yên tâm chờ đợi, đến duyên thì Hi Hi sẽ xem cho tất cả mọi người thôi nha. Cái bàn tay của anh trai này cho thấy một con người sung sướng đầy đủ, tính tình rộng rãi, ăn ở sở lợi thì ông trời ông gửi ông cho chứ không có cái gì xấu hết ha. Còn nói về cái duyên đi đứng xa đường của anh này thì kẻ thương người mến rất là tốt. Bàn tay này cho thấy cái ý chí vươn lên cũng như là con đường công danh sự nghiệp thì không hề thua sút bạn bè nha. Và cái bàn tay này thì chơi với bạn cũng tốt chứ không có cái gì xấu hết. Còn nói về cái bản tính của anh này thì hiền đạo đức tốt, nhưng mà cái tính này thì quá chi là lẫy và ngang đó, nhiều khi ngang lẫy rồi nóng quá thì đâm ra nó hư bột hư đường hết nha, nên cái này anh cũng cố gắng khắc phục. Còn nói về con đường tình của anh thì cũng gọi là hào hoa, nhưng mà con đường tình của anh á, cái tiền vận á, nó lận đận lắm. Nếu mà không khéo giữ gìn thì cái bàn tay này phải thay đổi hạnh phúc nha. Bàn tay này là bàn tay hai lần đò nha. Cố gắng khéo lắm thì mới được một đời vợ một đời chồng, chứ cái bàn tay này là thấy hai lần đò nha. Còn nói về con đường trí thức của anh này thì nhìn tương đối cũng khá là dài ha mọi người ha. Trí thức thì thông minh sáng dạ tốt, khôn ngoan lanh lẹ đó, cái trí thức thì rất là tốt đây, thông minh sáng dạ, học một nghề sử dụng được hai nghiệp, và anh có cái quyết tâm học hành cũng tới nơi tới chốn lắm, cũng rất là tốt. Còn nói về con đường mạn đạo thì con đường mạn đạo thấy rất là chắc chắn vững vàng, không có đau bệnh ốm yếu gì hết ha. Và cái bàn tay anh là cho thấy là giống như âm phò mà âm bên ngoài á, bên hồ ngoại, giống như bên mẹ mình, bên ngoại mình á, thì những người người ta đi theo phò hộ cho anh rất là tốt ha. Ví dụ như là ông ngoại hay ông cố ngoại gì đó, thì những người nào mà đã mất rồi á thì người ta đi theo, người ta phù hộ mình, nhìn thấy rất là tốt. Và cái bàn tay anh á là phải nói là có căn tu rất là đẹp ha, con đường này có căn tu rất là đẹp, mà cái căn này cũng là cái căn làm thầy, thì không biết cái tương lai anh sẽ làm được cái thầy gì thì cái này không thể nào biết được ha. Đây có đóng ô vuông rất là đẹp rồi, cái căn cái tâm của anh đã được chứng rất là đẹp, và trên cái bổn mạng, trên con đường công danh sự nghiệp tiến bước của anh á, em thấy cũng có hai lần đi lên rồi nhưng mà nó lại bị tụt dốc ha. Và trên cái bàn tay của anh thì cho thấy có thần linh theo hộ mạng rất là tốt. Về cái mặt này nếu như anh có thờ quan công á, thì càng tốt ha, để cho quan công người ta đi theo, người ta hộ mạng cho mình thì rất là tốt. Còn nói về con đường mạn đạo của anh năm nay thì anh sẽ xui ở tháng 4 cũng như là tháng 10 âm lịch, và cái tuổi thọ của anh cho thấy á, là anh sẽ thọ ở năm 82 tuổi ha, nhưng á, mà anh sẽ gặp nạn một lần ở 51 tuổi, và cái 51 tuổi này là cũng là cái mấu chốt. Nếu như cái bàn tay anh ăn ở hiền từ, tạo đức lành và thần linh che chở cũng như là người âm người ta phò trợ như thế này thì em nghĩ là sẽ vượt qua năm 51 rất là êm đẹp, và anh sẽ có mạng thọ là 82 tuổi trở lên ha. Còn nói về cái duyên mà tài lộc của anh á, công danh địa vị của anh thì năm 42 cho tới năm 44 thì thấy anh sẽ có cái lộc của thiên tạo rất là tốt ha. Cái tài lộc bất ngờ nó sẽ đến với anh, là thiên tạo là giống như là cái thời ơn trên ban cho mình á, mình có trúng số hay trúng mánh, trúng nhà, trúng đất gì đó, thì cái năm 42 về tới 44 thì cái cơ hội này rất là tốt, nên anh cố gắng làm nhiều việc phước lành để tạo cho đủ cái duyên đến cái thời của mình á, mình nhận được cho nó trọn vẹn đó, cho nó không có bị mất đi cái niềm tin này nha. Nói về cái bàn tay của anh thì năm nay nó đã giữ tiền giữ của được rồi ha, và có hai cái lộc kinh doanh đi lên rất là tốt đây. Tuy là nó dài nhưng mà nó cũng chưa có đậm lắm à. Đó, nhưng mà nó vẫn có lộc kinh doanh cho anh.
Nên anh có quyết định làm ăn á, thì mở mang cái gì thì được, nhưng mà từ từ hãy làm lớn anh ha, để qua năm đi. Thì cái bàn tay này thấy lộc xuất hiện rồi, nhưng mà nó chưa được có đậm nét lắm. Thì mình cứ làm ăn từ từ. Giống như giờ anh có một cửa hàng, cửa tiệm gì thì anh cứ tiếp tục buôn bán, thì anh nhận cái lộc này thôi, chứ đừng có phát triển lớn lên, thì để sang năm hãy làm. Còn nói về con đường xuất cảnh của anh thì anh có hai cơ hội xuất cảnh thấy rất là rõ ràng ha. Nếu có ước mơ gì ly hương xuất cảnh một chuyến đi nước ngoài thì hoàn toàn có thể thành công nha, thành công tốt đẹp luôn. Còn trên đường con cái á, thì cho thấy anh có hư một đứa con trai ha, thì nó đang đi theo anh rất là nhiều. Về cái mặt này anh cố gắng gửi cháu, cho cháu nó đi học đi, để nó hồi duyên thì nó làm đầu thai làm lại con của mình hay cháu của mình, không thì nó được đi đầu thai kiếp khác, thì cũng là một cái việc rất là cần thiết mà mình phải làm nha. Bàn tay của anh sau này nhờ bốn đứa con có Hiếu có Thảo, nhưng mà nhờ chính thì hai đứa con ha, giống như có Hiếu có Thảo thì bốn đứa, nhưng mà nhờ nhiều á thì hai đứa. Bàn tay này ý chí vươn lên thì tự lập tự cường rất là tốt, và bàn tay này cho thấy cũng khá là nặng gánh gia đình á, lo lắng quán xuyến gia đình. Còn cái đường căn mạng của anh là cái đường căn tu rất là tốt nghe, thần linh rồi đi theo yểm trợ rất là tốt luôn á. Thì anh cứ giữ vững cái lập trường của mình đi, cứ cố gắng. Thì cái bàn tay này tuy là tiền vận nó có nhiều cái sóng gió lận đận, nhưng mà về trung vận và hậu vận thì cái bàn tay này rất là đầy đủ và rất là sung túc. Đặc biệt là cái năm 42 đến 44, nếu mà nhận được cái đại lộc bất ngờ của thiên tạo đó nữa thì có thể là cơ hội anh vươn lên luôn ha. Đó. Và cái bàn tay của anh thì em cũng xem là khá là đầy đủ rồi. Nếu anh có cái thắc mắc gì thì cứ liên hệ với em nha. Xin chào và chúc anh sức khỏe. Chào và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nha.